anh chị và các bạn. Hôm nay mình có mặt tại bờ kè sông Chợ Gạo, quay xà lan anh chị mình xem nha. Chiếc xà lan chở cát thật là bự. Thật to luôn. Kia có chiếc xà lan lớn, thật lớn. Đi về dầm hồ. Đây. Mấy con nó thấy có bốn hả? Mà nó dễ lắm. Mà nó cho có bốn hạng hẹp lắm. Chiếc xà lan cát này thật là lớn á anh chị và các bạn. Video tới đây kết thúc. Cảm ơn khán giả đã theo dõi kênh video của mình.